Hello, xin chào cả nhà nhá, chào cả nhà. Đấy, hôm nay buổi chiều này là bác cháu mình kiếm được hai thằng cháu nhà Bù Tôn đấy. Nó vừa đi học về này. Chiều chẳng làm gì, ăn cái gì nó kêu ngấy rồi, nó bảo thế thì lâu nó nhìn thấy mình có cái bát bún, có gọi là cái bún Huế khô ấy, bún khô Huế đấy. Bảo bác nấu, bảo ừ thì nấu nè. Nó vừa ra chợ nó mua thịt gà về, bác cháu mình sẽ xào lên, nó đổ nước vào là đun là nước dùng. Nhá. Thế là bác cháu mình đã làm mà mới bác cháu lại một tô bún khô của Huế đấy, mình mua ở trên mạng này. Ăn dai sợi, ăn được đấy cả nhà. Ngon lắm, mình ăn cái hôm mình cũng làm rồi. Đấy. Ai thằng nó bảo hôm nay bác cháu mình ăn cái đấy cho đỡ ngán, suốt ngày thịt thà các thứ. May quá có nó đi học cái dẻo đây. Hai thằng lớn. Bây giờ mình sẽ vào mình xào thịt gà lên nhá. Đấy, xào thịt gà ăn mắm ăn muối không, đổ nước vào đun để làm nước dùng đấy cả nhà. Nấu mỗi bác cháu lại làm một tô bún Huế, gọi là bún Huế, bún khô Huế đúng không? Bún khô của Huế, sợi nó làm một cái không biết bằng cái bằng bằng bột mì thì ăn dai lắm cả nhà, mà đun thoải mái. Nó không phải như cái mì phở ở ngoài mình bằng mì gạo đun không cẩn thận là chuyết rụng hết, mình thấy đun đun mãi mới thấy mềm mới ăn được. Nó đun phải mười mấy phút ấy, 12 13 phút gì đấy, và là giờ nó mới dừ. Còn cái mì kia mình mỗi lần mình ăn cái sợi to mì gạo đấy, đun nước sôi cái tắt bếp đi mà thả ra, thả mì vào là bê ra giúp để một lúc là nó vữa thành mẻ. Những cái mì này có vẻ dai thật đấy. Quảng cáo là làm bằng chỉ bằng bột mì không không chất bảo quản thì mình thấy hay mình lại mua. Bông hết buồn đấy. À, buồn ngủ à, vừa ngủ dậy rồi gì nữa. Điện lại lên 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 trần cho mát đi nhé, lên lên ngồi 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 cho mát nhé. Mà làm gì sao chiều lại tối lại phải tưới cây cả nhà, mấy hôm nay không tưới rồi. Gấp đôi con bọn này mà nó cứ đẻ nó lại không ấp trứng cả nhỉ, nó ấp nó lại chùm cóc quả vẫn nhỏ nhỏ để nước dùng nhanh hết thế. Đấy. Chiều vẫn còn nắng nắng này cả nhà. Đấy, cả nhà thấy cây đã héo rồi. Đấy, chiều nay lại nước là dâm mát rồi, làm video xong là bắt đầu lại đi tưới cây. Phong cảnh quê đi đào bây giờ là người lắm, không có người đi làm hết. Đấy, cây chapina này gọi là rau mì chính thì ngọt lắm, vừa rồi mình cấu mấy ngọn này được được bữa luôn, nấu canh luôn. Và cái cành này mình để cho già già để hôm nào chặt để rồng. Đấy, rồng rồng mấy bụi thì tha hồ ăn. Cây này còn héo. Rau răm héo hết. Thiếu nước tại đây, đây cả nhà biết nó là đất gọi là rồng trong chậu đúng không? Rồng trong chậu thì lấy đâu ra được, chịu khó phải tưới tắm liên tục mà. Đấy, rồng từ cả cái đu đủ ngứa mồm ăn dần dần cũng hết. Chậu dốc cá này, hai chậu ăn mũi thoải mái. Rau chậu này là chậu rau cần, nhưng mùa này là nó dọn sạch đi. Đấy, dòng má cứ rơi vào lại nền để cái chậu hoa súng là mình sẽ dòng cây sen đây, súng ống sen pháo đủ.
Bây giờ mình xuống xào thịt gà lên nhé cả nhà nhé. Xào thịt gà cho gia vị ra viết vào, đổ nước vào đun này, gọi là làm nước nước dùng nữa. Đấy. Đấy. Hai cháu nó đi cắt tóc cắt tiếc về là chiến đấu, đi đổ xăng cho mình nữa. Mình xưa mình tìm mãi bắt được ba con này hết, không có ba con này, ba cái con sâu này nó ăn tan rã lắm nhé, lạ thật. Đó, nó quất đắng như thế mà hắc như thế mà nó ăn được đây này, đấy ăn sạch sẽ luôn, mỗi bông xuống thôi anh, ngồi 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 cho nó mát được, lên đi ngồi cho mát đi, nắng nóng quá. Vừa ngủ dậy cả nhà ngái ngủ nhục lắm cơ. Ông này ông ăn như muỗi suốt ngày. Ông này hai ông cò kia là ăn chung một thức ăn. Là cả nhà mình đã xào gà đấy nhá. Ba con cháu nào và ba tô thì xào nó thơm lên. Mua hai quả mè luôn. Gà thích ăn cái củ cái khánh này, cái chả thích ăn sao tiền này sẽ cho sốt sốt xào chùm khánh này vào đấy, khoảng một thìa thơm nhất rồi nhỉ, cái vị nhớ rất thơm luôn. Chào các ăn mắm ăn muối xong cả nhà xong bắt đầu đổ nước vào đun để làm nước dùng, trang nấu bún. Cả nhà nhìn thấy thơm không? Cho nó sốt lên cái gia vị này và không chỉ thơm thật mà nó có màu nó đẹp. Cái xào nấu cái gì ra này, thì tiết cho sốt này vào, thơm và ngon lắm. Mà nhìn nó đỡ ngán, đỡ ngấy, đỡ chặt. Đây. Rồi mình sẽ đổ nước vào đun này, lấy nước dùng cả nhà. Để đỡ săn thơm phớt rồi cả nhà. Mình sẽ cho nước mưa vào, thơm nứt mũi. Được nồi nước dùng gà ngon lành nấu với bún Huế khô, ngon lắm. Là xong, chờ nó sôi lên, chờ các cháu đi cắt tóc cắt tay về cho bún vào. Nọ măng ngon đi cả nhà, măng ớt đấy. Thì ăn gấp ý để ăn với bún bánh thì ngon. Thế là xong bữa chiều, nấu bữa sáng thì ăn no, nấu bữa chiều. Đây, hai bịch để cả nhà. Đó, và ăn nhiều còn thường mỗi suất ăn cái thì một cái bát này hoặc hai bát này đã là nhiều rồi. Một thằng cho nó chơi một bịch rưỡi cái này, nhìn cái nồi nước dùng thơm ngon nhất từ cả xóm người thấy. Cái này đun thoải mái này, cái ưu điểm nó là thế. Thế là mỗi một cái bát này là người nào ăn ít thì ăn một cái này, còn ăn khỏe là ăn hai bát. Nếu cả một bọc luôn, nếu một bọc rưỡi luôn, hàng này nó ăn được, còn hết là chết cha. Ta nấu một bịch rưỡi nhá, nấu một bịch rưỡi đấy, này, nấu một nồi siêu to, nấu một bịch rưỡi đấy, bịch rưỡi này nhá, bây giờ. Ý nó lỏ ra thì thơm mãi khủng khiếp, cả thơm. Bác này nấu nướng thì lúc nào sẽ đẳng cấp. Quá đẳng cấp. Thơm cả xóm người thấy. Thành mỡ phi lên bắt đầu rang thịt gà săn sẵn lên là cho sốt đặt trùng khánh vào. Ồ, từ này mà nó lỏ ra nhiều lắm quả ạ. Không hết là bộ có đi một giờ nó trước ấy. Nhưng mà
bao giờ mà có càng nhiều chú. Mình phải lấy ít măng này ăn cho cả nhà. Măng ớt cao mà không đá thì làm như là lái mà. Ăn cái cây cũng ngon. Chua thơm ngon cực kỳ luôn, tuyệt vời, tuyệt vời. Ông mặt trời cái mì này nấu dễ lắm, ai nấu được, nó dai, nó thoải mái. Mì kia mà nấu chỉ xịt kiểu này thì thôi, chuyện chuyện. Mì của mình ấy, mì gạo ấy, nên mì đấy nó làm bằng bột mì, làm bằng bột mì, không biết nó pha cái bột gì nữa thì chịu rồi. Ăn dai lắm, gọi là bún, nó gọi là bún khô Huế đây này đấy, mà đây xịt đấy. Tí nó có tròn nào không? Có. Càng nó gọi bún khô Huế này đấy, đấy nó vẫn xuôi rồi, nó vẫn chưa thua đâu đấy, nhưng mình kia phải đun nước sôi cho tắt bếp một tí mà nó mới cho vào à, nhiều chưa, mỗi người ăn chỉ một bát này thôi, hai bát đã là nhiều rồi. Cho ăn mày là đầu ăn nó so mày ruột à, đấy bún khô Huế, người ta gọi là bún khô Huế ở quảng cáo đấy. Hút cứ thụt nhưng vẫn chưa chín đâu, phải đun phải mười mấy phút. Trông có đói có mắt không? Xuôi chưa? Ôi, trông nhìn này hơi ít quá nhỉ? Lại hơi ít? Vâng. Nhìn nó cứ ít ít cái gì? Một gói rưỡi đấy ông ạ. Mỗi thằng đúng là ăn hai cái bát này là vừa đó này. Ý nếu mà không ăn hết thì chưa. Một xong này mà cứ nhìn cái xong này là sâu, sâu ấy. Thế nào? Sâu ấy. Thế này mà kêu hơi ít à? Thế còn gà, còn xong còn cả thịt gà được nhá. Nó hơi tí là thèm. Mày cứ thèm đi rồi. Con cháu biết bỏ đói từ sáng rồi. Hớt mỡ cái mỡ này, cái mỡ này mỡ ở sốt chủ cánh. Tôi cứ kệ cho nó đẹp tí. Còn các hương liệu hôm nay là cánh hồi quế, cà quả, lá ngọc hồi quế. Nước sốt nữa. Đã về ra thì cứ xào thì cho nó săn đi, bắt đầu là cho nước sốt này vào cho đỡ trắng này. À. Xem cách người ta xào nấu này. Đó. Đã chín nha cả nhà nha. Đun cái này phải từ 10 phút đến 12 phút đấy cả nhà. Đó. Nhà đã xong nha, xong bắt đầu mang vợ cháu mình mang như này. Đây. Này kêu không nhiều à. Đấy. Bây giờ nó nở ra vỡ mồm chưa? À, cho ra bát này, rau sống này. Đấy, các kiểu đấy bác cháu mình lên đây ngồi ăn nhá, mình sẽ múc ra bát. Đấy, đã xong. Cả nhà nhìn thấy không? Mỗi một tô bún trông như là mã tổ này. Khiếp chưa? Bún hồ quê đấy, em mời cả nhà nhá. Ăn với bác cháu nhà mình. Đầy có ngọn luôn này. Mời cả nhà nhá. Cả nhà nhìn như tô bún khô Huế khiếp không? Ăn có ngọn này. Nấu ăn em đã. À đây. Vâng. Thưa chị đã kêu là không đủ rồi. Đói con mắt. No bụng đói con mắt. Đấy. Cứ thế cuộn cả đũa vào hút lên. Nhá nhá. Cái gì gà trước. Ừ. Dìm rau cỏ vào. Đây còn có bát đây cũng thế này. Bằng ớt này. Rau sống này. Ba bác cháu mình quất thế này là về no sáng mai, tối về ngủ gáy o o. Xem đã vừa đưa nước nuôi vừa chưa? Vừa. Đẹp luôn. Đúng rồi. Cần gì đấy cứ thế hấp bồ vào thế đấy ăn nó phải thế. Dài ai bảo mày gấp cái kiểu như kiểu mì phở ở Hà Nội đâu. Đút vào mồm hút có gì nào dìm trong cỏ vào. Còn mình mời cả nhà nào cũng lại làm cốc rượu.
đây bông này lại cắt cắn nó lại, mua thêm một sợi nó dài từ Bắc vào Nam đấy. Có giả luôn. Trộn thêm hành à? Cho nguyên mì cho nó hết luôn lại nước vào lại no thế, đúng không? Nhưng lên nhân cao thế. Úp, hút mạnh lên thì này. Nhân cao cái cầm cao đầu hút. Sao dài lắm ạ? Xin ta dài. Mới nhân đấy, được một tí thôi. Đấy, nhân thế. Bỏ cốc nước vào sâu đằng trong nọng đây này. Đằng nào cũng thế, bỏ giữa cốc nước này bỏ trong đây này, nhớ gạt tay vào cái ngay khuờ cửa tay khuờ đi khuẩn lại. Rốt thật đấy. Nhớ rồi mà kém đấy. Tinh vào. Giờ ra chưa? Đấy, nhẹ nấu mì này rất dễ nấu. Dai và ngon, cho nhiều rau vào mà ăn. Giấm ớt. Nó hắc ngực. Có ngon. Mời người nhà nhá. Quá dài luôn. Cứ thế mà lên. Hơi hơi. Bác cũng làm bao hút. Khen. Hai hơi rồi, không hết rồi. Đúng rồi. Hút đầy mồm mẹ cắt, cắn nó mà. Nhanh lắm, nó lên rồi nó tan, nhưng tan thì mà nó đen. Bành bạnh, hết đá rồi à? Vừa vừa uống rồi từ từ. Nóng quá. Nấu nướng thì nó nóng. Nóng nước, cậu uống nước gì thì cũng cứ đi Coca. Coca nó toàn phẩm màu này thì hết rồi. Nước bẫy úp chày. Thôi đi vào trong chợ mua nhà ấy. Thế không? Nhà ai cũng mạnh.
quét bệnh rồi. Tốt để măng này. Cái cây gà nó ngon. Măng này bắt mỗi cái. Mới. Có tí nước vui không? Có thơ. Bác này nó cái này nó làm kiểu rất khả năng phải là hai cái bánh nữa buổi sáng thôi. Đấy. Mà trong mình nó một cái chữa đấy. Mua gói 9 cái hả bác? Không để ý. Mua gói cháu hôm nay phải 3 cái rưỡi. 4 cái. Hôm nay thì hơn 4 cái, 5 cái rồi làm. Đặc mì ấy, không có nước mà còn đâu nhau còn sao từ sáng giờ mà không hết được. Cao đầu này dơ này. Như này. Cái này em mua 10.000 đâu bác nhỉ? 15.000 hơn nhỉ? Mua cái này à? Mua 15.000 à? Vâng. 10.000 à? 15. Ăn gọn gọn nó không? Đó, từ tối mai ăn. 15.000 thôi, 5.000 thôi. Ăn hết. Mấy cái này nó có trò tụi bông trắng ít ít. Là đặt món 5.000. Nó gào nữa, ta có hết thức nắm nữa vào thì ta cứ mày, ta chết hết luôn. Nó đầy cái xo này luôn đấy. Bởi thế người ta tính là mấy người ăn. Hôm nay cháu ăn thằng này tiếp ạ. Vẫn hết rồi ăn. Cho nó nửa bên kia vào, nó hết vào mắt. Cái này là vừa ạ. Măng măng này các bạn ngon lắm, nước ngán bởi gạo nó no hơn cái mì kia. Mì này làm bằng bột mì tắt cầm vào tay luôn, đừng vứt đi bây giờ không vứt đâu. Cái ngon mì gạo của mình như là mình ăn ngày ấy, nó quen ở đây là ăn cái đây nó còn cái bột mì. Mì này biết mì chuẩn của nó ấy. Nó sẽ xè nước để mình nuôi nó không sẽ... Cho cái nước, cho nhiều nhiều nước ít mì, hàng nhiều mì nữa. Nhiều nước thì mình có cho bằng cái tính này nút cái người vừa. Nào có thêm nhưng còn đầu nó mà cho nó đẩy bố xong cho nó có tiền vào đây xong đầy rẻ nước mà biết đây về cháo sạch sẽ. Các bạn
phải đâu mà ăn, ăn dưa để ớt này to và ăn nó giòn nó thơm này, nhưng mà nó no mà. Cái bột mì này, cái này hay giãn đấy chưa? Vâng. Con cái này giống giống đấy. Vẫn dai như vậy. Như sốt xào thủng cái đấy nhá, xào thì phải săn lên. Sốt một xìa vào. Ăn nhiều thì tùy, cái đấy nó mặn đấy nhá. Vâng. Nó cũng mặn đấy, thì cũng biết là cho muối mắm vừa mặn, cho cái đấy vào chưa mặn. Nhưng sáng nay soi là cho muối mắm là cho ít, cho về sau thì mặn. Muối mắm để tự nhiệt ra. Nó vừa thơm dậy mùi chích chích mà màu nó đẹp, để cho cái nhãn cũng ấy, được chưa? Ai nó nói có ăn, có ăn được cả năm hết. Nước nước ngon này, thơm nhỉ, cứ giống như là mùi thơm ngon. Cho hết rau vào, cho nửa đĩa rau, một nắm rau là trộn vào ăn nó đỡ ngán. Mà ăn rau suối là tốt, nó có chất xơ. Thật mà. Đây cả nhà, đây là video chiều nay bác cháu mình lại chia sẻ. Bởi bác cháu lại nấu một tô là bún khô Huế nhá, nấu với thịt gà. Đấy, ăn ngon lắm cả nhà, đơn giản mà ngon. Nhưng mà hôm nay hai cháu nó chơi đúng một cái song nên là ác, nhìn cả nhà nhìn cái tô khiếp không? Hết muộn. Mới đầu nó còn kêu nấu hai bịch cũng hết làm sao nữa. Còn bịch rưỡi đã thế rồi. Thôi video mình chia sẻ đây nhá, bữa cơm chiều như vậy, bác cháu mình hẹn cả nhà đi sau cả. Chào cả nhà nhá.